có đứa ăn sao được. Cũng là xuống anh bảo cho, xuống cho anh cho số điện thoại một điện. Viện 8 là viện 8 là gọi tắt được, viện 108 là một, và viện 8 là gì, nó như là 109 thì gọi là viện 9 ấy, 105 nó gọi là 15 ấy. Viện 5 ấy, nó là gọi tắt. Quốc phòng. Ủa, nếu nào khám thì điện cho nó. Vinh Vinh Oanh. Anh đi đâu được bây giờ đâu, vẫn chỗ đấy. Anh điện mẹ anh ỉa dây và anh nói chú kêu loại nhà nước anh ỉa dây rồi thì mẹ vớ vẩn, bọn vớ vẩn này toàn bọn lừa đảo thôi. Anh nói thật với chú Hà, anh dí còn đầu hoài.